Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá của kênh VTV Sport. Vậy là sau trận thua U23 Australia, huấn luyện viên Nishino nói gì sau khi U23 Thái Lan thua ngược Australia? Nhà cầm quân người Nhật Bản tiết lộ nguyên nhân U23 Thái Lan thất bại trước Australia, nhưng không quên dành lời khen ngợi cho tinh thần của các học trò. Huấn luyện viên Nishino bắt đầu cuộc họp báo sau trận bằng lời khen các học trò. Cả đội đã chiến đấu hết mình và mỗi cầu thủ đều làm tốt những gì nhất mà họ có thể. Nền tảng thể lực của Thái Lan là không đủ để chơi suốt 90 phút với cường độ cao. Kế hoạch của tôi là cố gắng sử dụng kỹ thuật chơi bóng sệt, chuyển nhanh. Hiệp 1 Thái Lan đã thành công và điều đó rất tốt, ông nói. Tuy có bàn dẫn trước, Thái Lan để Australia lật ngược thế cờ với hai bàn thắng của Augustino. Ông Nishino nhìn nhận mấu chốt của sự thất bại như sau. Các cầu thủ hàng công luôn cố gắng sử dụng tốc độ để thích nghi với lối chơi này. Song sang hiệp 2, họ không còn đua thể lực với đối thủ được nữa. Cách chơi này đã được ban huấn luyện cân nhắc lại. Trả lời câu hỏi về việc vì sao không thay đổi đội hình ra quân so với chiến thắng 5-0 trước Bahrain, ông Nishino cho biết, chúng tôi quyết định không thay đổi vì cả 11 cầu thủ hiểu rõ lẫn nhau và chiến thuật chẳng sao cả đâu. Trận thua này sẽ không khiến chúng tôi nhìn lại về đội hình chính. U23 Thái Lan chịu tổn thất lực lượng lớn sau khi Supachai và Suphanat dính chấn thương và phải rời sân giữa hiệp 2, ông Nishino khẳng định. Cả hai bị căng cơ, tuy nhiên Suphanat và Supachai đều ổn. Họ sẽ có buổi khám để xem chi tiết hơn. Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật sau. Nói về sự đi xuống thể lực lẫn thế trận của U23 Thái Lan trong hiệp 2, huấn luyện viên Nishino cho rằng lý do là bởi kinh nghiệm. U23 Thái Lan thất thế trong hiệp 2 bởi cầu thủ không có tâm thế của kẻ mạnh. Đội bóng lớn khi dẫn trước sẽ luôn biết cách làm điều họ muốn. Thái Lan đã làm gì? Chúng tôi muốn cầu thủ phải cầm được bóng trước, nhưng họ luôn để mất bóng. Nhìn chung các cầu thủ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ phải giúp họ thấu hiểu từng giai đoạn kiểm soát trận đấu, ông tiếp tục. Đối diện với nguy cơ bị loại nếu thua Iraq ở lượt cuối, huấn luyện viên Nishino khẳng định tất cả cầu thủ đều sẽ cố gắng hết sức. Giải đấu càng vào sâu sẽ càng quan trọng. U23 Thái Lan sẽ cố vượt qua vòng bảng. Trận sau sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Những cầu thủ có thể trạng tốt nhất sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản cũng nhìn nhận lại thành phần của đội U23 Thái Lan. Từ sau thất bại SEA Games 30, ông cho biết, từ SEA Games 30 tới giờ và ngay cả sau những thay đổi nhân sự, chúng tôi đã hiểu những cầu thủ rõ hơn. Phải thừa nhận là thế hệ cầu thủ Thái Lan này có tiềm năng và tương lai sáng lạn. Tôi sẽ cố gắng phát triển họ, đưa họ ra với những sân chơi lớn, rất có thể phát triển nếu không giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một đội U23 thực sự mạnh, ông nói. Cuối cùng, ông Nishino nhấn mạnh lại về nguyên nhân thất bại trước Australia. Tôi đã xem trận đấu Australia gặp Iraq. Họ chạy cả trận và có nhiều sự thay đổi nhân sự. Chúng tôi toàn tính sẽ làm cho Australia kiệt sức trước, nhưng họ chính xác hơn. Kỹ thuật tốt của các cầu thủ còn giúp họ kiểm soát trận đấu. Tôi phải thừa nhận U23 Thái Lan thất bại vì không thể đấu thể lực với đối thủ. Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan gặp Iraq, còn Australia sẽ chạm trán với Bahrain lúc 20:15 ngày 14 tháng 1. Sau trận đấu, những cổ động viên của Thái Lan đã có những phản ứng. Tưởng huấn luyện viên Nishino thế nào? Thật thất vọng. Cổ động viên đội chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến Thái Lan của huấn luyện viên Akira Nishino thua ngược. Dù có thời điểm áp đảo Australia, trang mạng xã hội của đội tuyển Thái Lan đăng kết quả thua ngược 1-2 của U23 Thái Lan trước Australia và lập tức nhận được lượng tương tác lớn từ các cổ động viên. Phần lớn trong số này tỏ ra thất vọng và đổ lỗi cho những cầu thủ. Thua rồi, thất vọng thật. Nhưng các cầu thủ dường như kiệt sức. Hàng phòng ngự của chúng ta chơi không hề tốt. Giờ đợi trận thứ 3 gặp Iraq thôi, cổ động viên Aklai chia sẻ. Vì sao không tung Ben David vào sân số 19? Bồn man chơi quá kém. Cổ động viên
Larry nhấn mạnh, bồ màn chạy như gã hề vậy, anh ta làm gì trong sân vậy, tại sao huấn luyện viên Nishino không thay ra? Tài khoản Emanin Alia bình luận. Một số còn lặng lời chỉ trích chiến thuật của huấn luyện viên Akira Nishino, dù Thái Lan có một hiệp đấu đầu tiên áp đảo, tưởng huấn luyện viên Nishino thế nào? Thật thất vọng, bóng đá đâu cứ phải ảo lên là chiến thắng. Tài khoản Nala quả quyết, còn tài khoản Phong Sakon cho rằng bản lĩnh của Thái Lan đâu cả rồi, huấn luyện viên Nishino phải làm gì đi chứ? Một số cổ động viên Thái Lan khác chọn cách nhìn vào mặt tích cực của trận đấu. Ngày xưa gặp đối thủ kiểu Australia là thua 0-3, 0-4 rồi. Thua 1-2 có thể xem như tiến bộ lắm rồi. Tài khoản Ainai chia sẻ, trên sân Raja Mangala vào lúc 20:15 ngày 11 tháng 1, U23 Thái Lan đã dẫn trước Australia từ giữa hiệp 1 với bàn thắng của Anon. Tuy nhiên, Agustino sau đó tỏa sáng với cú đúp để giúp đội khách lội ngược dòng đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. Thua trận U23 Thái Lan nhường ngôi đầu bảng cho Australia. Lượt đấu cuối cùng U23 Thái Lan gặp Iraq, còn Australia chạm trán với Bahrain vào lúc 20:00 ngày 14 tháng 1. Huấn luyện viên U23 Australia tiết lộ bí quyết lội ngược dòng nước trước Thái Lan. Huấn luyện viên Graham Arnold tiết lộ việc kiểm soát bóng nhiều hơn ở hiệp 2 đã giúp U23 Australia lội ngược dòng nước trước Thái Lan để giành chiến thắng 2-1. Trong trận đấu với U23 Thái Lan tối ngày 11 tháng 1 trên sân Thammasat, Thái Lan thủng lưới trước pha phối hợp bài bản của các cầu thủ chủ nhà. Tiền vệ Anon đã điền tên mình lên bảng tỷ số bằng cú đá bồi chuẩn xác. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Graham Anon sớm lấy lại thế trận và lội ngược dòng nước nhờ cú đúp của Nicolas Agustino. Chia sẻ ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Anon cho biết, chúng tôi làm tốt ở trận đấu này chỉ trừ 10 phút cuối của hiệp 1. Khoảng thời gian đó U23 Australia đã chơi không tốt, tuy nhiên thật tốt khi chúng tôi trở lại hiệp 2 và giành chiến thắng chung cuộc. Vào thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp, tôi đã nói với các cầu thủ hãy cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn. Chúng tôi đã làm tốt điều đó. Tôi muốn dành lời khen ngợi cho các cầu thủ. U23 Australia và Thái Lan đều là những đội bóng mạnh. Tờ Thái Lan dẫn lời của chiến lược gia người Australia. Sau chiến thắng trước U23 Thái Lan, Australia có quyền tự tin với tấm vé vào vòng tứ kết. Ở trận lượt cuối của bảng A, họ gặp đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đó chính là Bahrain. Khi đó, thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino sẽ phải giành trọn điểm 3 điểm trước Iraq nếu muốn cầm chắc tấm vé vào vòng trong. Huấn luyện viên Anon nói thêm, thật tốt khi AFC cho các đội nghỉ ngơi 2 ngày trước khi bước vào trận đấu tiếp theo. Điều đó giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, luyện tập chăm chỉ hơn để cải thiện kết quả ở trận đấu đầu tiên. Tôi muốn dành lời khen ngợi tới người hâm mộ Thái Lan. Sự cổ vũ của họ tác động lớn tới các cầu thủ chủ nhà. Tôi cũng nói với các học trò hãy xử lý áp lực đó để tiếp tục tập trung vào trận đấu. Thành viên nào trong đội cũng có ý chí mạnh mẽ. U23 Australia sẽ chuẩn bị tốt nhất để đánh bại Bahrain ở trận cuối cùng. Bầu không khí trong đội hiện tại rất tốt. Có những cầu thủ chưa được ra sân, một số người đến từ châu Âu, số còn lại ở Australia. Nhưng toàn đội vẫn thể hiện tinh thần đoàn kết, ông khẳng định. Bản tin tiếp theo mà tôi muốn gửi tới các bạn. Trận Thái Lan thua ngược Australia lập kỷ lục tại giải U23 châu Á. Hơn 22.000 khán giả tới sân Raja Mangala để theo dõi trận đấu giữa chủ nhà Thái Lan và Australia, qua đó lập kỷ lục tại 4 kỳ vòng chung kết U23 châu Á. U23 Thái Lan để thua 1-2 trước Australia ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nhưng số lượng người hâm mộ tới sân theo dõi phá vỡ kỷ lục của giải đấu. Trận đấu này thu hút tới 22.352 khán giả, nhiều nhất kể từ khi giải đấu diễn ra. Kỷ lục khán giả tới sân theo dõi một trận đấu trước đó là 15.600 theo Thái Lan Official cho biết. Theo thống kê từ ban tổ chức, trận đấu giữa U23 Thái Lan và Australia có khoảng 22.352 người đến sân theo dõi, phá vỡ kỷ lục người xem của một trận tại vòng chung kết U23 châu Á. Kỷ lục trước đó thuộc về trận U23 Trung Quốc thua 1-2 trước Qatar.
ở trận đấu cuối của vòng bảng 2018 với 15.600 người tới sân Chahu Olympic Sport tối 11 tháng 1 trên sân vận động Raja Mangala. U23 Thái Lan bước vào lượt trận thứ hai gặp Australia. Voi chiến nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ sau khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước Bahrain ở ngay trận ra quân. Người hâm mộ Thái Lan mong chờ chiến thắng tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino để sớm vào tứ kết. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, U23 Thái Lan có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 23 nhờ pha lập công của Anon. Có bàn thắng, U23 Thái Lan thi đấu càng hay, tuy nhiên họ bỏ lỡ nhiều pha hỏng ăn đáng tiếc. Đội chủ nhà nhận gáo lực lạnh khi Augustino gỡ hòa cho Australia ở phút thứ 43. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo mang áo số 15 hoàn tất cú đúp ở phút thứ 75. Thua ngược 1-2, U23 Thái Lan mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ Australia. Thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino không được phép để thua trước Iraq ở lượt đấu cuối nếu muốn giành vé đi tiếp.